Hôm nay xui. Oh, lost. Ủa? Thôi nè. Ừ, trời, vậy cái da hả? Tự nhiên hơi điểm nha. Anh quá ngại nha. Nhà sáu sao đó hả? Má ơi. Mới bay vô cái hình luôn. Cũng lên. Được trời. Vậy thôi mình chơi ẻm luôn. Nâng cấp ẻm lên nhẹ coi. Nhẹ ẻm được có mức nào. Rồi. Thiệt tình chứ. Bàn mấy rồi? Con này thì được máu trâu rất là trâu trâu ghê, số hôm lệnh được vết năm sáu sao rồi. Nhìn chung là hôm nay nó hên. À, thì thôi nhưng mà mình sẽ vẫn chơi theo lối cũ bình thường. Nó không tới được con thứ hai luôn kìa. Ngon thiệt. Thôi kệ.
Nói chung hôm đó mình cũng tiêu cực nổi được không vậy? Nó sẽ lên cái gì? Tiếp tục là những cảnh giới xưa rồi nhé.
con chờ đợi nữa xong rồi nó chưa thấy.
xe cũng xuống quá. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị tảng đá đè bẹp nát như tương. Hết vác đá thì lại chuyển sang rèn luyện sức mạnh. Không biết voi đã đập bao nhiêu phát vào bò tre mà chỉ thấy vết thương cậu để lại trên đó. Chưa kịp nghỉ dưỡng thương thì sư phụ lại bắt đi chặt tre. Chán chán thì lại học bắn súng. Không rèn luyện sức mạnh thì lại đổi sang rèn sức bền. Ngày nào cậu cũng chạy nhảy leo trèo trong rừng vài chục cây số. Sở dĩ voi luyện tập gian khổ như vậy là bởi vì có mối thù cậu luôn ghi nhớ cần phải báo. Chỉ cách đây vài ngày, voi còn sống hạnh phúc cùng với mẹ và em gái. Hàng ngày cậu đều cùng em gái trốn mẹ đi chơi điện tử. Không ít lần cả hai đã bị tóm và ăn đòn roi nhiều tử. Đó sẽ là những kỷ niệm mà hai anh em không bao giờ quên. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không diễn ra bao lâu thì đã bị tan vỡ. Thành phố họ đang sống là một thành phố đã bị lãng quên bởi thế giới bên ngoài. Ở đó, người dân phải chật vật mưu sinh, đem của cải lương thực trồng trọt được để đổi lấy những thứ cần thiết. Trái ngược với hoàn cảnh đó thì những kẻ giàu có quyền lực vẫn ăn sung mà sướng, sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ. Thế lực nắm quyền được biết đến ở đây là gia đình nhà Van de Koy. Chúng nuôi dưỡng một đội quân chức pháp chuyên để trừng trị những kẻ chống đối. Nhà Van de Koy đã thống trị thành phố này một thời gian dài với chế độ vô lý hà khắc. Hai chồng đồ chúng đều bị xử tử công khai trước mặt dân chúng. Người dân tuy phẫn nộ nhưng lại không dám đứng lên phản kháng. Mẹ của Boy
tay còn chuẩn bị khóa súng để phòng trường hợp bất chắc. Nhưng đó lại là lý do khiến chúng quy cho bà vào tội chống đối. Kết quả là ba mẹ con Boy bị lôi ra ngoài đường. Mặc cho người dân hoàn than, chúng vẫn thẳng tay tàn sát họ. Sau khi bị bắn, họ còn bị đem đi chôn trong tận rừng sâu. Tuy nhiên hôm đó đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn. Kết quả là đất bị xối ra để lộ một cánh tay vươn lên. Boy may mắn chưa chết nên cố hết sức với đất vươn lên. Cậu vô tình bắt gặp một ông già trong đám này. Được ông ta là người của chúng nên Boy đã quay trở lại tiếp tục với đám. Chuyển còn nhanh hơn cả tên bắn. Đánh cận chiến đã không còn là vấn đề với anh. Tuy nhiên Boy mắc một hạn chế, đó là thường xuyên mất tập trung. Lý do là hình ảnh cô em gái vẫn luôn hiện hữu bên cạnh anh. Vì bị câm điếc nên anh luôn đồng thoại nội tâm với em gái. Thực ra cô bé không hề có thật, mà là anh đang nói chuyện với chính mình. Do đó Sama nói rằng hiện tại Boy chưa thể đi báo thù. Chỉ khi nào anh điều khiển được cảm xúc của bản thân thì mới có thể báo thù. Một hôm Boy vào thành phố để trao đổi lương thực. Anh bắt gặp một cô gái xinh đẹp đã tặng hoa cho mình. Tuy nhiên trong lúc đang say đắm ngắm nàng thì cô gái đó lại quay sang người nhà Van De Koy. Điều này khiến Boy không còn để ý cô gái đó nữa. Tên đó là Glenn, chồng của một trong ba người đứng đầu của nhà Van De Koy. Chúng bao gồm tên dâu xồm, kẻ đã bắt gia đình Boy đem ra xử tử. Tiếp theo là một phù thủy Melanie, người quản xuyến gần như toàn bộ công việc của Van De Koy. Cuối cùng là kẻ đứng đầu Hila, người bị căm ghét nhất thành phố. Để duy trì trật tự trong thành phố và kiếm trò mua vui cho lũ nhà giàu, hàng năm Hida đều cho bắt 12 người dân mà chúng cho là phạm tội. Chúng sẽ tổ chức một buổi trừng phạt được quay trực tiếp trên sóng truyền hình. Điều đó giống như lời đe dọa gửi đến bất kỳ ai chống đối lại sự cai trị của chúng. Hôm nay, Glenn được giao nhiệm vụ đi truy bắt người cho lễ hội của chúng. Khi hắn tra hỏi những người bị bắt thì đã có người đứng ra phản đối việc làm của hắn. Lập tức Glenn rút súng ra chĩa vào người phụ nữ vừa phản đối mình. Dù người dân đã che chắn nhưng cô gái đó vẫn bị Glenn bắn gục. Boy đứng từ xa tuy không hiểu họ nói gì nhưng nhìn hành động vừa rồi anh hiểu rằng đám người Van De Koy đang tàn sát dân chúng. Anh định lao ra xử tên Glenn nhưng đột nhiên bị Sama ngăn lại. Ông nói với Boy rằng chưa phải lúc để báo thù, có điều những người dân kia cũng đang phẫn nộ như họ. Một người xách súng xông ra chưa kịp làm gì đã bị thuộc hạ của Glenn đáp trả một cách tàn nhẫn. Cô ta chính là sát thủ đội ngũ giỏi nhất bên phía chúng. Điều cô ta vừa làm càng khiến những người khác tức sôi máu. Dù tay không tấc sắt nhưng họ vẫn lao lên đòi khô máu với chúng. Tuy nhiên họ phải trả giá bằng một cuộc tàn sát ngay giữa đường. Chẳng mấy chốc đường phố tấp nập đã chất đầy xác người. Khi chúng bỏ đi, Boy đã lén đi theo mặc cho Sama ngăn cản. Anh đột nhập vào trong cốp xe để theo chúng về căn cứ. Bộ phù thủy đang phàn nàn về việc tên dâu xồm và Glenn đi cả buổi mà không bắt được đủ 12 người. Mà lúc này Boy đang mải tự thuật với đứa em gái không để ý chúng đã rời đi từ lúc nào. Anh liền tự lần mò vào bên trong thì phát hiện ra đó là nơi cất giấu vũ khí của chúng. Ở đó, những người dân lao động khổ sai đang bị chúng ép phải làm việc. Vì cứu cô em gái không có thật mà Boy đã tự để lộ bản thân mình. Glenn lập tức gọi người bắt anh lại. Không có cách nào khác, Boy đành về cho chúng thấy những gì anh đã học được suốt thời gian qua. Mấy thằng này đâu thể là đối thủ của Boy. Nếu anh không giết chúng thì chắc chắn sẽ trở thành hồn ma dưới tay chúng. Tốc độ của Boy hiện tại còn nhanh hơn cả đạn bắn. Tiện rơi chân đã khiến đối thủ bay luôn hàng tiền đạo, tung một đấm liền khiến chúng nhớ về cội nguồn. Chúng chỉ được cái đông chứ đánh đấm chẳng ăn thua. Đúng lúc này thì một công nhân đã ném cho Boy một khẩu shotgun, nhưng vừa bắn được một phát đã hết đạn. Cũng may sở trường của Boy là cận chiến, chỉ cần vài đường cơ bản, anh đã khiến đám lính canh khốn khổ khốn nạn. Quay sang thì người đồng đội vừa rồi lại đang chuồn chui trốn lùi. Anh ta nói với Boy rằng chỉ có thể thông qua Glenn mới biết được chỗ ở của Hida. Bà ta là một kẻ cẩn thận nên luôn giữ bí mật nơi ở. Chỉ có những người trong gia đình Van De Koy mới biết được chỗ ở của Hida. Hai người đã quay sang tra hỏi Glenn nhưng hắn cứ thao thao bất tuyệt, định dùng cái lưỡi dẻo quánh của mình để xin tha mạng. Nhưng đen thay cho hắn, Boy lại không hiểu hắn đang nói gì. Còn đồng đội của anh thì trở tay đã đánh rơi chiếc đe khiến đầu hắn nát như tường bần. Tuy manh mối đứt đoạn nhưng không lo vì anh đồng đội kia còn cách khác. Anh ta
là Basho, thành viên của quân kháng chiến. Họ đã thành lập tổ chức gồm những người bất mãn với chế độ của Hida để chống lại bà ta. Tuy nhiên, khi Basho không ở đó thì người của Van der Goy đã tấn công căn cứ của họ. Chỉ còn duy nhất một anh da đen cao to đen hôi còn sống. Suy nữa anh ta đã combat với Boy khi tưởng anh là người của phe địch. Tuy giờ họ chỉ có 3 người, nhưng có được Boy chẳng khác nào họ có được cả một đội quân. 3 người bắt đầu lên kế hoạch cho việc đột nhập vào nhà của Hida. Mặc dù Boy không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh biết đây là những đồng đội hữu ích trong cuộc chiến sắp tới. Kế hoạch của họ là lợi dụng thẻ của Glenn để đột nhập vào nhà của Hida. Anh là Nam đúng không? Đúng rồi. Thế anh có đồng ý làm bạn trai em không? Ừ. Các cô gái giống như Party đều chủ động như vậy sao? Sau đó sẽ cải trang thành người phục vụ ở đó để trà trộn tìm ra nơi Hida ẩn náu. Tuy nhiên lúc này, chiếc bụng đói của Boy đã bắt đầu biểu tình. Muốn chỉ định thử một cái bánh mà nó cuốn tới mức anh đánh hết cả đĩa. Bỗng dưng lúc này Boy trông thấy Hida bước vào phòng ăn nên đã đi theo bà ta. Anh bình tĩnh cầm theo một dụng cụ nạo vỏ bước vào bếp. Mục đích Boy tới đây là để gây chuyện nên không cần quan tâm đám đầu bếp kia làm gì. Sau đó Boy xách một con dao xông vào phòng ăn, nhắm vào Hida mà chặt đầu bà ta xuống. Sau khi nhìn kỹ lại mới nhận ra đó chỉ là hình nhân thế mạng cho bà ta. Phía sau, tên râu sùng đã dùng súng uy hiếp Boy. Hóa ra đây chỉ là màn kịch chúng tạo dựng để dụ những kẻ như anh xuất hiện. Tất cả những kẻ ngồi trên bàn đều là người đóng thế. Hida là một người cẩn trọng nên cô ta đâu dễ gì xuất hiện cho người khác thấy. Thế nhưng Boy đâu dễ giơ tay chịu trói như vậy. Tên râu sùng biết bản lĩnh của anh nên không dại gì hắn chọn đối đầu trực diện. Hắn đã gọi ra người mạnh nhất bên phía chúng để xử lý Boy. Quả nhiên bản lĩnh của cô ta không tầm thường, tốc độ chẳng thua kém gì Boy. Ban đầu anh vì coi thường đối thủ nên đã phải lãnh hậu quả. Cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Boy tuy tay không tắc sắt nhưng muốn hạ anh đâu phải dễ. Còn cô gái kia thì ra tay bất chấp hậu quả. Nếu Boy không nhanh thì đã bị cô ta xử đẹp từ lâu. Khi anh lấy được một thanh kiếm thì trận đấu mới trở nên công bằng hơn. Có điều khi trông thấy gương mặt của đối thủ, anh lại mất tập trung để bị cô ta đẩy ngã xuống bên dưới. Khi tỉnh lại, Boy thấy mình bị trói trên ghế, còn cô gái kia đang ở trước mặt. Cô ta định hăm dọa Boy nhưng tiếc là anh không nghe thấy gì. Tiếp sau đó, tên râu sùng xuất hiện cũng muốn giàn mặt Boy. Khi tên râu sùng bất lực thì mụ phù thủy lại xuất hiện. Mụ ta muốn anh chịu trách nhiệm cho cái chết của chồng mụ. Lẽ ra hắn sẽ là MC cho lễ hội tàn sát nhưng đã bị anh cho đi ngắm gặp quả thân. Vì thế, mụ ta đã nghĩ ra cách để Boy trở thành tiêu điểm của lễ hội. Mụ phù thủy đã dùng thuốc mê để đánh ngất Boy, sau đó cho thuộc hạ lôi anh lên sân khấu và trói anh ở đó. Xung quanh đám nhà giàu đang chờ đón xem những màn tàn sát đẫm máu ngay trên sân khấu. Khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi thì người chủ trì bước ra. Hida đang ở trước mặt Boy chính là kẻ thù mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nhìn thấy bà ta là thù hận trong anh lại sụp sôi. Lúc này anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bà ta để báo thù cho mẹ và em gái. Trong khi Hida phát biểu thì mụ phù thủy mới nhận ra bà ta đang nói sai với nội dung chuẩn bị. Mụ ta phải lao ra để lôi Hida vào trong và cho bắt đầu cuộc tàn sát. Khi Boy còn chưa hiểu chúng định làm gì thì phía sau anh mở ra một đấu trường. Những người dân bị chúng bắt trước đó sẽ là những con mồi, còn những kẻ sát nhân đang ngụy trang dưới những vỏ bọc khác nhau sẽ là thợ săn. Chúng đang mô phỏng lại một bộ phim hoạt hình mà hồi nhỏ Boy cùng em gái hay xem. Có điều chúng đã biến tấu tuổi thơ của anh thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Những người dân tay không tấc sắt không cơ hội chống trả lại những tên sát nhân với vô số kiểu vũ khí trong tay. Họ càng chống trả thì lại càng khiến cái chết đến với họ nhanh hơn. Lúc này cô em gái đã nhắc nhở Boy hãy sử dụng bản lĩnh của mình để cứu mọi người. Anh chợt nhớ ra lúc trước tên râu sùng đã đưa cho mình một con dao giải phẫu. Thì ra từ lâu hắn đã chán ghét cách thống trị của gia đình Van der Goy. Hắn biết Boy là đệ tử của Sama và chúng đang tìm kiếm ông ta. Từ lâu Sama đã trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất. Bạo lực trong thành phố sẽ không chấm dứt trừ khi Hida hoặc Sama chết. Hắn tin rằng Boy sẽ là người chấm dứt thời kỳ đen tối của thành phố. Khi này anh đang cố gắng kết thúc để cắt đứt dây chói thoát ra. Rất nhiều người dân đã bị giết hại một cách dã man đến mức những người chứng kiến cũng không chịu nổi mà nôn ói. Khi anh bắt vào chiến dịch thì anh biết rằng chúng đã gắn toàn bộ kích điện theo anh. Kết quả là Boy vừa ra trận đã nằm co giật một chỗ. Khi anh suýt bị chúng xử tử thì đột nhiên một chú dê đã cứu sống anh. Hóa ra người cải trang làm chú dê đó lại là Basho. Ngoài ra anh da đen to con cũng xuất hiện để cùng sát cánh chiến đấu. Trong lúc Boy gặp nạn thì hai người đó đã lèn vào bên trong và trà trộn vào trong đội hình của chúng. Khi không bị vòng cổ khống chế thì Boy đã chiến đấu thoải mái hơn. Mấy tên sát nhân khi nãy đuổi giết anh thì giờ đã bị anh hóa kiếp. Còn vũ khí Basho đưa cho anh quả là hữu ích. Nó giúp cho những cú đấm của Boy được tăng thêm uy lực gấp nhiều lần. Và Basho cùng anh da đen cũng nhân cơ hội này cùng một củ cà rốt để đối đầu với hắn. Tưởng tên này ngầu thế nào, hóa ra cũng không chống lại được quả cà rốt trong tay Boy. Mọi chuyện đã kết thúc thì mụ phù thủy lại xách theo khẩu Thompson nhắm vào Boy. May cho Boy là anh da đen đã lấy thân mình đỡ đạn giúp anh. Tiếp theo là đến Basho bị mụ ta bắn thủng bụng. Thế vậy Boy nắm chặt nắm đấm trong tay, chúng tôi đội Sau một hồi điên cuồng chém giết, anh quay lại thì thấy Basho đã không thể đi tiếp được nữa.
Bạn bước vào thang máy thì phát hiện Hina đang theo dõi mình. Anh nhanh chóng hồi nhỏ mình vệ cùng em gái ra như để nhắc nhở bà ta rằng anh tới để báo thù. Tuy nhiên Hina lại ra lệnh cho cửa hàng đưa bao tới gặp bà ta. Vừa bước vào căn phòng, họ đã cảm thấy mọi thứ dường như rất quen thuộc. Đặc biệt là bức tranh gia đình của Hina lại có anh cùng em gái ở đó. Tuy nhiên Hina bước tới và ôm lấy Boy, sau đó khóc sướt mướt gọi anh là con trai. Tâm trí Boy lúc này bỗng trở nên hỗn loạn. Anh lập tức nhớ lại mảnh ký ức mờ mờ trước đó. Nhờ có Hina mà anh mới biết thì ra bà ta chính là mẹ anh. Khi còn nhỏ, Bai đã bị bà ta ép phải tàn sát những người chống đối gia đình mình. Một hôm họ bắt được Sama và vợ con ông ta, chính tay Bai đã nổ súng bắn vợ con ông ta. Nhưng đến lượt Sama thì anh lại sợ hãi bắn trượt rồi bỏ chạy vào rừng. Sama sau khi thoát được đã tóm được Bai trong rừng. Ông ta là một pháp sư nên đã dùng tà thuật để tiêm nhiễm vào đầu Bai nhằm thay đổi trí nhớ của anh. Những hình ảnh về mẹ và em gái mà Bai được thấy đó chính là thứ mà hắn tạo ra. Sau đó, hắn tiêm nhiễm vào đầu Bai rằng Hida chính là kẻ thù đã sát hại gia đình anh. Để tăng thêm thù hận cho anh, Sama còn cắt lưỡi rồi đốt cháy vai của anh. Bai muốn anh hiểu được cảm giác chính tay sát hại người thân của mình là như thế nào. Lúc này, Hida đã có bản án trong đầu và nói rằng chế độ đồ sát. Ban đầu cô đã chiếm thế thượng phong nhưng cô đã đánh giá thấp Sama. Hắn đã đào tạo ra Boy thì chứng tỏ bản lĩnh còn hơn cả anh. Không thể đứng nhìn em gái bị giết, Boy liền lao tới tấn công sư phụ. Sama thì vẫn tự tin rằng hắn có thể một mình cân hay. Không bỗng dưng mà hắn có được sự tự tin đó. Hai anh em Boy liên tiếp bị hắn bán hành mà gần như không có cơ hội đánh trả. Vì biết Boy lo cho em gái nên hắn liên tiếp tấn công Mina. Dậy tiếp tục chiến đấu. Lần này thì Sama đã chọc tức con mạnh thú trong người anh. Bao dùng chiếc nanh trên vòng cổ của Sama làm vũ khí giúp anh xoay chuyển tình thế. Khi những đội cao của Sama cực kỳ đáng để dù chân trên chân tay thì cũng có sức cùng tay chống trả lại để kết liễu hắn. Quên. Suy cho cùng thì của cải vật chất hay quyền lực chỉ là nhất thời, chỉ có tình yêu thương trong gia đình mới là thứ tồn tại vĩnh cửu không thể phá vỡ phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!
Chào tạm biệt các bạn, hôm nay rất may mắn được gặp bắt được một con này kia tên là con liver nhưng mà nó đang cấp lên được cấp 22, nói chung nó hên thôi, nhưng tại các mẹ như chứ lắm mà lên. Rồi, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngày một ngày vui vẻ và thành công, còn riêng tôi đi thì rất là mệt mỏi. Chào tạm biệt.